đệ sĩ tu thầm mắng anu cầm đi mắng ba chăng sanh thầm ma phê rinh quy nhà danh cha ca văn sùa tánh cha bành thăng a phi thầm mà chăm măng a cô ta danh tu cha tu sanh cha đăng đăng ba bố tha này dê ba ri xa và mạnh chê ê quang xà hâm bà ti brahma pha ga quan tăng a gia cha tha tuân hi phà quê nà tăng buôn thô cà ruộng nhê na thì hoa xa gia tăng ha vua tha gia A đê na ni ga đa văn ta tô ga tô bà cha văn gia đa vô nê dê a măng ba dê si thăm ma tô ta tô ba si sam bùa thô a nu na thăm ma đê sa năng ma kha wa sa ni đê sê si sát ta năng anh tha xin tha căng tê sa thú a vô phân tê đê sê tu thăm ma đê sa năng sam ba di tha ba ri sa gia anu cam bam bi ca ta quê phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản vẫn nhắm lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lòng giả ngài dời trường sanh thuyên pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam an toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ơn phổ cầm đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tin rõ ràng thỉnh ngài thuyên pháp nói đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn nắp mô bút thà giá nắp mô thầm mà giá nắp mô săn khai giá dạ con xính kinh kính xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư pháp tính đăng đàn thuyết pháp cho chúng con buổi học ngày hôm nay ạ. Con xin kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Con là xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Thành cùng chư tôn đức tăng kính chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về lục cái chắc đi quá ra lát. Ở những tuần trước chúng ta đã học về dục dục cái cam chân đá ni quá ra ná và sân cái và da đá ni quá ra ná. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục với hôn thì cái thi ná mít thát ni quá ra ná. Vậy thì bây giờ trước khi đi vào thực pháp chúng tôi xin được thành tâm
làm để tam bảo một cách tóm tắt. Arahang sa sambutho panawa butang pawantang apiwadem sokato panawata thammo thammang matsani subbatibano panawato sawaka sangko sangkhang namami lokassa nathang wa muttamahang mutthan chat thamman chat batnamami sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng lên chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Gia. Kính thưa quý vị, hôn chỉ cái thi nắm biết thác ni quá ra nát. Khi mà nghe đến người nào mà tôi học ví dụ pháp thì nghe đến hôn chỉ cái thì chúng ta thấy coi bộ nó là lạ, và hình như là mình có hơi xa xa với mình, cũng như là nghe những cái danh từ này mình thấy nó hình như nó hơi xa xa. Nhưng mà thật ra đó, đối với hôn thị cái á, là cái tình trạng uể oải, mệt mỏi, buồn ngủ đó, thì như vậy đó gọi là hôn thị cái. Nếu mà tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta đó mà chúng ta thấy cái tình trạng ở ở trong tâm của mình, cái mình hôm nay mình có cái trạng thái nó uể oải, nó mệt mỏi, nó buồn ngủ là chúng ta biết nó rồi. Chúng ta biết nó rồi. Thành ra đó, đối với hôn thị này nè, cái thi ná hôn thị hoặc là hôn á, hôn trần thủy á, là thủy miên. Vậy thì cái hôn trầm á, cái hôn trầm các vị có cái thí dụ giống như là cái lông gà mà mình hơi lửa là nó rút lại, hoặc là giống như một người hoặc là một cái gì đó bị bỏ vào một cái rọ, bỏ vào một cái rọ, thành ra cái tâm của mình nó không có còn hoạt động nữa, cái con người của mình nó không có còn cử động nữa. Thật ra đó, đối với một người mà tu thiền á, mà mình bị cái phiền não này nó làm cho mình không có khả năng, không có khả năng để theo dõi đề mục. Chúng ta mà bị cái hôn thị cái này rồi, hôn trầm thủy miên này rồi, thì chúng ta không có khả năng để mà theo dõi cái đề mục. Quý vị thấy rằng đối với trường hợp của ngài Mục Kiền Liên, ngài bị hôn thị nó kéo dài, nó cái phiền não này nè nó quay quanh ở trong tâm của ngài một thời gian rất là dài, đến nỗi mà phải có hỗ trợ của Đức Phật. Có nghĩa là Đức Phật lúc đó ngài dùng thần thông, ngài đến để mà ngài thuyết giảng những cái pháp để mà xua đuổi cái cơn buồn ngủ cho ngài Mục Kiền Liên đó. Thì quý vị thấy rằng đối với chư Phật mà có trợ giúp cho đệ tử để mà đắc đạo thì quý vị thấy rằng là có nghĩa là Đức Phật chỉ ra cái con đường đó, chỉ ra cái cách đó để chi, để cho mình có cái sự tu tập, có cái sự vượt lên, chứ không phải rằng là Đức Phật dùng thần thông ấy để như là đem mình từ chỗ này ra chỗ kia đó. Thành ra đó, ở Phật giáo nguyên thủy thì chúng ta thấy rằng là khi mà Đức Phật tế độ là tế độ như thế nào, Đức Phật thuyết giảng cho cái người nghe người ta hiểu đến chi, để người ta thực hành theo, chứ không phải là Phật độ như những cái xưa kia mà thông thường mà chúng ta hiểu như vậy. Vậy thì đối với cái thi ná mít thá này có nghĩa là cái hôn trầm thị miên này là do đâu quý vị? Do nhiều khi là chúng ta, ví dụ như là chúng ta ăn quá no, rồi cái chúng ta ngồi cái chỗ nào mà nó tối tối, nó ngồi chỗ nào nó tối tối, rồi nó mát mát đó, những cái điều đó đó nó sẽ, những cái duyên đó đó nó sẽ làm cho mình bị khởi lên cái buồn ngủ. Đó là cái sự tác động
là cái sự tác động của bên trong và bên ngoài luôn. Có nghĩa là mình ăn quá no, thành ra mình mới bị như vậy, là tác động của bên trong. Còn tác động ở bên ngoài là có nghĩa là chúng ta ngồi ngay chỗ đó nó thiếu ánh sáng, rồi chúng ta ngồi ngay cái chỗ đó nó do nó mát quá, nó làm cho cái tâm của mình nó bị thụ động lại, nó không chịu suy nghĩ đó. Thành ra đó, đối với khi mà chúng ta những cái điều đó làm chúng ta thấy rằng là ở đây là do chúng ta không có khéo tác ý, chúng ta không có khéo tác ý, chúng ta không có biết quán xét, hoặc là chúng ta không có biết lấy cái sức tinh tấn. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người khi mà người ta tu tập, người ta niệm, người ta tu tập về hơi thở đi, thì khi mà bị cái hôn trầm thiện miên này nó chi phối á, thì người ta phải làm sao mà mình biết được cái sự xúc chạm của cái hơi thở và cái mũi, hoặc là cái vành môi của mình, cái vành môi trên của mình một cách cũng như là rõ ràng, một cách rõ ràng. Thì trong cái trường hợp đó, quý vị thấy rằng là thường thường là chúng ta phải dùng cái cách là mình hít vào cho mạnh, mình thở ra cho mạnh, để chi, để mà mình có một cái cảm xúc, cái xúc giác cái xúc của mình nó mạnh, để mà mình theo dõi nó. Hoặc là quý vị thấy rằng những người mà người ta bị cái hôn trầm thiện miên là người ta phải ngâm chân vô nước, hoặc là người ta đội một cái khăn ướt ở trên đầu, hoặc là đối với trước khi mà cái hôn trầm thiện miên này nó đến là chúng ta phải lấy cái sức tinh tấn lên. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi quý vị niệm Phật đi, mà quý vị thấy rồi không ổn rồi đó, không ổn, coi như là mình giống như là mình bị nó gần tới lúc mà chúng ta bị buồn ngủ rồi, thì lúc đó chúng ta phải niệm lớn lên, chúng ta phải niệm lớn lên. Thành ra đó, ở trong cái sớ giải bài kinh Đại Niệm Xứ là chỉ cho chúng ta có thể là chúng ta sẽ thay đổi quan nghi, có thể là chúng ta phải thay đổi quan nghi, hoặc là có thể là chúng ta phải ôn lại, chúng ta ôn lại những gì đã học, có nghĩa là chúng ta ôn bằng cách chúng ta tụng đọc. Thí dụ như bây giờ khi mà quý vị niệm về ân đức Phật đi, chúng ta niệm về A-ra-hăng, thí dụ như bây giờ chúng ta đang niệm về A-ra-hăng, mà bây giờ cái cơn buồn ngủ nó đến là chúng tôi theo như thường thường cái sự nhận thức của chúng tôi là mình phải đổi quan nghi liền, phải đổi quan nghi liền. Có nghĩa là bây giờ mình muốn buồn ngủ rồi, mình phải đi kinh hành, phải đi kinh hành. Hoặc là nếu mà mình còn ngồi một chỗ thì ở trong sớ giải có giải thích là chúng ta phải tụng đọc câu pháp nó rõ, chúng ta tụng đọc câu pháp nó rõ. Ví dụ như bây giờ đối với cái người cư sĩ, mà không có biết Pali đi, mình không có biết Pali, rồi mình nghĩ bây giờ mình tụng đọc bằng cách nào được, quý vị đều được hết. Ví dụ như những cái câu Phật ngôn nào mà chúng ta đắc ý nhất, những cái câu Phật ngôn nào mà chúng ta đắc ý nhất, thì chúng ta đọc tụng cái câu đó chậm rãi mà rõ, từng chữ từng chữ. Ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sao, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội. Đó, có nghĩa là mình cái câu nào đó mà mình cảm thấy là mình thích ý nhất, mình thích ý nhất, có nghĩa là mình kháng khích với cái câu đó thì mình đem ra mà mình đọc. Cũng như quý vị biết rằng đối với chúng tôi khi mà lên chánh điện mà hành thiền, khi mà lễ bái Tam Bảo xong thì lúc nào chúng tôi cũng nhẩm cái câu sau khi mà tụng đọc chung rồi: hỡ này các vị tỷ kheo, nhớ lời tối hậu lo âu phận mình, hữu vi là pháp cấu sinh, vô thường biến đổi, hữu hình hoại tiêu. Sau khi mà tụng chung với hội chúng rồi đó, thì quý vị biết rằng chúng tôi thường lặp đi lặp lại cái câu này. Cái câu này thì ngày xưa đó, ở cái môi trường của chùa Xí thì lúc nào cái thờ hành thiền, cái thờ mà hành thiền đều có đọc cái câu này. Thật sự ra đó là không phải là linh nghiệm gì hết, nhưng mà quý vị thấy rằng
Những cái câu này á, nó giúp cho cái thân của chúng ta, cái tâm của chúng ta á, nó dễ có cái sự tinh tấn. Quý vị biết rằng là hồi đây chúng tôi cũng tâm sự thiệt quý vị, hồi lúc mà chúng tôi học ở chùa Siêu Lý á, có những đêm á, có những đêm mà mình biết ngài Tại Siêu á, ngài đi dạy rồi, ngài đi dạy ở Sài Gòn rồi, có nghĩa là 2:30 là ngài đã đi dạy rồi. Thì mình biết được cái điều đó đó, thành ra đó quý vị biết đêm á, chúng tôi trốn để chịu, để ngủ nướng, để mình ngủ nướng. Nhưng mà lúc đó nằm á, thì quý vị biết rằng cũng sợ, một phần thì mệt mỏi rồi cũng muốn ngủ nướng, rồi một phần á, thì cũng có cái sự sợ sệt. Thành ra đó cái tâm mình ngủ, cái giấc ngủ mình nó đâu có sâu quý vị. Ở trên chánh điện á, những cái vị sư lớn á, tụng sao là ở đây mình nghe hết à. Đó thì quý vị biết rằng có những đêm á, chúng tôi nằm, chúng tôi nghe ở trên đó các vị tụng những cái bài kệ vô thường đó, những cái bài vô thường đó. Ở trong đó thí dụ như có cái bài chúng sanh nào giàu dẹp, già hay trẻ, sang hay trí, ngu hay hèn, tất cả chúng sanh ấy đều có cái chết đón chờ ở phía trước. Quý vị biết rằng có những vị cái giọng tụng kinh rất là hay, làm cho khi mà chúng tôi nghe những cái câu đó đó, mà cái tự nhiên cái mình thấy không có ngủ nướng nữa, ngủ nướng nó cũng không ít lợi gì hết đó. Thành ra tự nhiên cái lúc đó mình đứng dậy thôi là mình lo, mình lên để mà mình cùng với hội chúng để mà tu tập. Thì ở đây chúng tôi nói ra nhiều cái điều này để chi vì để cho chúng ta mỗi người có một cái cách trị, mỗi người có một cái cách trị. Chứ nếu mà tất cả mọi người đều mà uống cùng một loại thuốc hoặc là trị chung một cách đó, thì nó rất là khó. Tại vì con người của chúng ta đó, mỗi người có một cái một mỗi người một có một cái tâm niệm. Có những vị thì người ta nghe đến những cái khổ cảnh đồ này kia thì người ta sợ, cái lúc đó người ta tinh tấn, người ta tu tập. Có những vị thì nghe nói đến cái cũng như là nghe người ta nói mình cũng như là mình ngủ rồi mình bỏ bê, không có hành thiền. Thì có những vị đó người ta mắc cỡ, người ta không chịu ai nói động đến mình hết. Chúng tôi thì thật sự ra đó, ai la thì cũng không có, nói chung là không có buồn. Tại vì mình trốn mà lấy gì mình buồn. Có nghĩa là cái lỗi đó là mình có, mình chỉ có khắc phục thôi đó. Nhưng mà chúng tôi là thì lại có một cái điều khác mà mình không có, thường thường mình không có buồn, mình không có buồn thầy tổ hoặc là những vị sư lớn. Nhưng mà thường thường mà đối với bản thân của chúng tôi á, chúng tôi nghe những cái câu đó đó, thành ra chúng tôi rất là thích. Tự nhiên là cái tâm của mình á, cái tâm của mình nó có một cái sự kháng khích, có một cái sự kháng khích liền. Cũng như cái ngày thứ sáu vừa rồi đó, quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi đang giảng về cũng là 6 cái pháp lục hòa, chúng tôi đang hăng hái. Nhưng mà nó khiến cho một cái là có một cái sự mà nó trục trặc, internet đó, nó vừa hư. Mà trong cái lúc đó, đó có một cái gia đình đó, người ta đi đến, người ta thỉnh chúng tôi đi tụng kinh cho cha của người ta đang hấp hối. Thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi có một cái suy nghĩ liền, nếu mà những người này trước kia không có từng đến chùa đó thì để mình coi, mình sửa lại cái banh thoát rồi mình vào mình giảng xong rồi hết cái thời giảng của mình rồi mình sẽ đi tụng kinh cho người ta. Còn nếu mà như nhà người ta là những cái người Phật tử mà giờ đã từng đi chùa, đã từng hộ độ chư tăng này kia vân vân, thì chúng tôi sẽ xin phép và ngưng lại để nhanh chóng đi tụng kinh cho người đang hấp hối. Thì quý vị biết rằng khi mà chúng tôi hỏi về cái người đang hấp hối thì gia đình người ta trả lời là cái vị đó trước kia là một cái vị trụ trì tên là Xét San ở chùa Thích Ca Phật Đài. Rồi sau 75 cái vị đó không có còn tu nữa nên đã trở về đời và lập gia đình vân vân. Đó thì chúng tôi nghe như vậy thì chúng tôi thấy
gây thương, là thấy thương, thấy thấy tội nghiệp người ta, thành ra lúc đó chúng tôi mới đi liền. Thì khi mà quý vị biết rằng những người mà ta có tu rồi đó, là mình lỡ mình tụng kinh rất là dễ. Lúc đó chúng tôi đến, chúng tôi tụng bài kinh, tụng kinh sám hối với Tam Bảo xong, rồi chúng tôi tụng những cái bài kinh coi như là những cái câu Phật ngôn đó, rồi sau đó chúng tôi hồi hướng chư thiên. Nói chung là nó kéo dài cũng một tiếng đồng hồ. Mà quý vị biết rằng cái giọng đọc lúc đó đó, quý vị biết chúng tôi phải đọc từ từ, từ từ, nó không có rên rỉ quá, mà nó cũng không có nhanh quá, nó phải từ từ thôi, để cho cái người mà người ta hấp hối, cái tâm của người ta và cái hơi thở của người ta rất là yếu, thì lúc đó người ta mới theo kịp, người ta theo kịp cái lời kinh, cái tiếng mình, cái âm thanh mình tụng kinh. Thì quý vị biết rằng đó chúng tôi vừa dứt cái thời kinh xong, chúng tôi nói với gia đình, chắc có lẽ cỡ chừng bây giờ là 11 giờ 15 rồi, thì chắc 12 giờ hoặc là 12 giờ 15 là ông sẽ ra đi. Thì quý vị biết rằng lúc đó đó, chúng tôi mới vừa nói dứt câu xong thì xoay qua thấy mặt mày của ông nó đen hết, nó đen hết rồi, rồi nhìn kỹ lại thì nó đã khô người, nó đã khô người rồi. Thì lúc đó đó thì biết là cái ông đó đã ra đi. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi kể ra cái câu chuyện này đó để cho chúng ta biết rằng là có những chúng ta cần phải tụng kinh nó nhanh, có những lúc chúng cần phải tụng kinh nó chậm, nó chậm. Có lúc thì chúng ta cũng như đối với những cái trường hợp mà thí dụ như là mình đã là quen rồi, nó những cái thời kinh mà nó nhằm lấy là cái sự tinh tấn của mình, thì mình sẽ tụng một cách nó rõ, nó lớn đó. Hoặc là trong cái lúc mình buồn ngủ thì mình phải tụng một cách rõ, và cái âm thanh nó lớn và nó rõ đó. Thành ra đó, những cái điều này nó sẽ làm cho cái tâm của mình quý vị thấy rằng cái người mà cái người gần chết, cái người đang hấp hối, cái tâm người ta yếu như vậy, mà người ta vẫn còn mà cũng như là nó nương nương, nó bám bám theo được cái tiếng kinh. Thành ra đó, chúng tôi thật sự ra đó, quý vị biết không, chúng tôi nghe có những người ta nói mình tu tập mà mình cái lúc mà lâm chung mà tụng kinh nó không có cái hiệu nghiệm gì đó, thì đối với bản thân của chúng tôi, chúng tôi thấy những người đó nói nó hơi quá đáng. Chứ bây giờ chúng tôi hỏi quý vị nè, bây giờ cái người hấp hối đó, giờ mình không tụng kinh chứ mà không lẽ mình hướng dẫn người ta hành thiền, trong khi hôn trầm và thị miên này nè, quể quải giả dụi buồn ngủ này mà mình thiền không nổi, rồi cái lúc mà hấp hối á, nó đủ thứ chuyện nó quay quanh trong một cái con người mà sắp sửa lâm chung, thì bây giờ á, mình hướng dẫn người ta hành thiền hướng dẫn gì? Còn lẽ giờ mình mở nhạc lên cho người ta nghe, mình mở nhạc lên cho người ta nghe hả? Đó, thành ra có nhiều người người ta bác cái vấn đề tụng kinh này, thì chúng tôi không lẽ bây giờ chúng tôi đứng lên chúng tôi hỏi vậy thì bây giờ cái ông này ổng đang bị hấp hối gì nè, vậy giờ sao, giờ hướng dẫn ông hành thiền hả? Còn thôi bỏ luôn, còn thôi coi như là bỏ luôn thôi, kệ, mặc kệ chúng sanh, đi theo cái nghiệp của chúng sanh. Thành ra có nhiều khi quý vị biết rằng nếu mà mình có làm những cái chuyện đó, mình có làm những cái chuyện đó thì mình sẽ có cảm nhận, mình biết được những cái đó nó có lợi ích hay không có lợi ích. Thành ra có những người người ta bác cái chuyện mà cái người mà hấp hối mà tụng kinh sao cầu siêu hoặc là cầu an cầu gì cho người ta được, thì đúng bây giờ mình không biết người ta có siêu không, có siêu thoát không, hay là mình không biết người ta như thế nào, nhưng mà bây giờ mình làm sao? Bây giờ một là bỏ luôn, kệ, giống như là đường ai nấy đi, mặc kệ cho thế nhân, hay là bây giờ hướng dẫn người ta hành thiền. Nó không còn đường nào hết, quý vị, nó không còn đường nào hết. Thành ra đó, cái lúc đó nó tùy cái duyên, quý vị. Chứ tôi nhớ
Cái câu chuyện của sư trưởng Ngài Giác Chánh, Ngài kể rất là đầy đủ chi tiết. Và chúng tôi cũng tin rằng một vị hòa thượng cũng không có gì ở trong đó để mà cần phải nói dối. Nhưng mà người đời sau này, những cái câu chuyện này người ta không có kể lại. Cũng như chúng tôi nghe Ngài Hòa Thượng Giác Chánh, Ngài nói lúc mà Hòa Thượng Hộ Tông Ngài sắp sửa Ngài viên tịch, Ngài sắp sửa viên tịch, thì chiều hôm đó Ngài kêu Hòa Thượng Giác Chánh lên để sám hối phổ thông. Có nghĩa là hai vị tỳ khu sám hối với nhau. Sau khi sám hối xong đó, Hòa Thượng Hộ Tông mới đọc cái bài kinh hơi thở, niệm hơi thở. Sau khi mà Ngài đọc hết cái bài kinh đó, Ngài đọc chậm rãi từ từ cho Hòa Thượng Giác Chánh và một số người nơi đó nghe về cái bài kinh đó nữa. Sau khi Ngài đọc xong cái phần chánh tạng, xong hết cái bài kinh đó, mà lúc đó Hòa Thượng Chánh kể lại là Ngài đọc rất là rõ chữ thì rất là chậm và rõ từng chữ. Rồi sau khi đọc xong rồi đó, Hòa Thượng mới thuyết giảng. Thuyết giảng cách tóm tắt thôi, cũng như là giống như là nhắc nhở. Rồi Hòa Thượng nói thì ráng ở lại tu tập cái đề mục hơi thở này, vì rằng chư Phật ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác bằng hơi thở này, bằng cái đề mục hơi thở này. Vậy cho nên phải cố gắng tu tập cái đề mục hơi thở này. Thì khi mà Ngài nói như vậy xong rồi đó, Ngài mới úp cái quyển kinh lên trước ngực của Ngài. Rồi lúc đó Hòa Thượng Nhất mới nhìn Hòa Thượng Hộ Tông nằm thở như vậy. Thì đâu lúc đó quý vị biết rằng Hòa Thượng Giác Chánh nhìn cái hơi thở từ từ, thấy Hòa Thượng thở ra rất là dài nhưng mà hít vô rất là ngắn, rồi từ từ hơi thở không còn đi vô nữa. Thì quý vị biết rằng lúc đó đó, các vị sư ở xung quanh đó mới xin vô tụng kinh để hộ niệm cho Hòa Thượng Hộ Tông. Nhưng mà lúc đó Hòa Thượng Giác Chánh khoát tay ngăn cản lại là không có cho. Tại vì Hòa Thượng Giác Chánh nói rằng là Ngài đang có cái sự bình tĩnh, rất là im lặng, nhưng mà rất là bình tĩnh, thành ra chư tăng khoan tụng kinh. Thì sau đó đó, Hòa Thượng Giác Chánh mới lấy tay rờ những cái mạch ở ngay chỗ cái mô của bàn chân, rồi lên những cái mạch ở trên cổ tay của Hòa Thượng. Thì lúc đó đó, sư trưởng mới thấy rằng cái mạch nó, cái nhịp nó hết đập rồi. Thì lúc đó sư trưởng mới cho các để mà vô tụng kinh hộ niệm. Thì chúng tôi kể lại cái để ý, chúng tôi muốn nói rằng là có những lúc mà có những cái vị mà coi như là có chánh niệm, có cái sự tu tập, thì chúng ta không cần mà phải nhào vô đó tụng kinh ầm ầm ầm. Nhưng mà đối với những cái người mà người ta không đủ cái nội lực của người ta, thì mình phải tìm cái cách nào đó để mà mình trợ giúp cho cái người đó, chứ không phải là bất cứ một cái điều gì đó cũng khăng khăng phải làm cái duy nhất là cái cách đó. Cái điều đó thì nó không có được. Nó thành ra đó, trở lại với cái chi pháp mà mình đang học, mình đang tìm hiểu. Thì như lúc đầu chúng tôi nói, mình nghe nói đến hôn thị cái đó, thì mình tưởng rằng là cái điều này nó lạ với mình. Thật sự ra cái danh từ đó thì, nhưng mà cái trạng thái thì nó không có lạ. Cái trạng thái này ngày nào chúng ta cũng bị cái trạng thái này hết. Ngày nào mà trước khi ngủ chúng ta cũng có trải qua là cái sự giả dụi, cái sự uể oải, rồi giống như là cái sự mà nó muốn trì trệ gì đó, rồi chúng ta mới đi vào cái giấc ngủ, nhưng mà ở đây ta nhớ cái điều này nó xảy ra đối với phàm phu, còn bậc A La Hán không có cái điều này nha quý vị, bậc A La Hán không có điều này. Bậc A La Hán các ngài có cái chánh niệm
là đến cái là cái tâm hậu kiếp luôn, là đến cái dòng hậu dòng cái dòng tâm hậu kiếp luôn. Có nghĩa là các ngài có chánh niệm từ từ thì cái lúc á mà các ngài nghỉ ngơ á là có nghĩa là giống như là nó đình chỉ, là nó đình chỉ giống như là bây giờ là cái máy làm việc nữa đó, nó hết làm việc nữa, thì các ngài có cái sự mà giống như ở trong tâm á, là giống như là cái máy mà được đình chỉ tạm nghỉ, là tạm nghỉ, chứ các ngài á, thì không có bị hôn trầm thị miên. Hôn trầm thị miên này đó, chúng ta nếu mà chúng ta muốn biết đó, ví dụ như giờ đó, có người ta hỏi mình căn cứ vô đâu mà mình nói, mình căn cứ vô đâu mà mình nói các vị A-la-hán không còn hôn trầm thị miên, mình căn cứ ở đâu? Thì quý vị cứ nhớ hôn trầm thị miên là nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong những cái tâm sở bất thiện, nó nằm ở trong những cái tâm sở bất thiện. Mà đối với vị A-la-hán á, thì tâm sở bất thiện này, tất cả những cái tâm sở bất thiện đều được đoạn trừ hết rồi, đoạn trừ hết rồi. Thành ra đó, đối với vị A-la-hán có ngủ, có nghỉ ngơ, nhưng mà trước đó không có tình trạng hôn trầm thị miên, không có cái tình trạng mà giả dụi, uể oải, buồn ngủ giống như mình. Đó, chúng ta nhớ hôn trầm thị miên á là cái cặp tâm sở nó đi chung với nhau, nó đi nhớ ngay cái chỗ đó mà nó nằm ở trong, nó nằm ở trong cái phần bất thiện, nó nằm ở trong cái phần bất thiện, thì các vị A La Hán đã diệt trừ những nhân, những cái pháp, những cái nhân thiện hết rồi. Thành ra đó các ngài không có bị hôn trầm thị miên, các ngài lúc đó, đó cũng như là cái sắc thân của ngài hoạt động một cái thời gian dài, lúc đó, đó sắc thân của ngài cần phải có cái sự nghỉ ngơ, thì lúc ấy thì cái tâm của các ngài chỉ có an nghỉ với niệm tỉnh thức, với niệm tỉnh thức, chứ không có cái không có cái trạng thái giống như chúng ta. Vậy thì đối với hôn trầm thị miên này đó, nếu mà kết lại, nếu mà kết lại thì chúng ta đó là phải coi như là thứ nhất là chúng ta phải quán tưởng về vật thực, quán tưởng rồi sau đó chúng ta có cái sự tri túc với vật thực, như Đức Phật dạy khi mà mình ăn gần no rồi thì mình thí dụ như còn cỡ 4-5 giắt cơm nữa thì chúng ta không có dùng nữa, mà chúng ta uống nước để no. Rồi nếu mà còn buồn ngủ nữa thì chúng ta phải thay đổi cái quan nghi cho nó điều hòa. Có nghĩa là chúng ta ngồi nhiều quá cũng không được, mà chúng ta nằm nhiều quá cũng không được, mà chúng ta đi nhiều quá cũng không được, mà chúng ta đứng nhiều quá cũng không được. Có nghĩa là chúng ta phải làm cho cái tướng quan nghi của chúng ta có cái sự điều hòa. Rồi Đức Phật dạy là coi như là phải mình ngó lên ánh sáng, mình tìm cái ánh sáng của trăng hay là của sao hoặc là của cái ngọn đèn gì đó, mình hướng tâm đến, hướng tâm đến cái ánh sáng đó. Rồi mình phải ở cái nơi ở cái nơi mà nó thoáng, nó thoáng quý vị, nó thoáng có nghĩa là mình không có giống như chúng tôi từng kể cho quý vị nghe mà thì cái thời gian trước á, có những lần mà chúng tôi đi đến bưu điện á quý vị, đi đến bưu điện để mà gỡ thư hay là gỡ đồ á, thì quý vị biết rằng vô trong đó đó nhìn nhân viên ở trong bưu điện á là coi như là thường thường là 8 giờ sáng hoặc là 8 giờ rưỡi là ngủ gục hết, ngủ gục hết quý vị. Là tại sao? Tại vì ở trong đó đó cái ánh đèn nó vừa đủ, cái ánh đèn của cái văn phòng nó vừa đủ, rồi cái máy lạnh á thì nó rất là tốt, mà cái máy lạnh nó rất là tốt quý vị. Rồi mới vừa ăn sáng vô nữa, thành ra quý vị thấy rằng những cái yếu tố này mà kết hợp lại, rồi quý vị thật sự ra nó chỉ trừ những cái vị nào mà ở trong tâm á, mà có cái cũng như là có cái định tâm, có nghĩa là có những vị nào mà người ta tu thiền á, mà thiền mà thiệt sự nha,
Thì thực sự đó thì cái buổi sáng á, người ta quý vị có bỏ người ta vô đó người ta cũng bị buồn ngủ nữa. Nhưng mà thiền ở mà lơ mơ á, mà gặp mà cái điều kiện đó, có nghĩa là ăn no rồi, vô cái chỗ đó cái ánh sáng nó cũng vừa đủ thôi, nó không có sáng nhiều, rồi cái thích hợp với cái hơi lạnh hoặc là cái gió này, vân vân, nói chung là nó thoáng mát á, là coi như là mình ngồi tí xíu thôi, ngồi tí xíu thôi là coi như là mình sẽ ngái khò khò liền. Thành ra đó là chúng ta muốn chống lại với hôn trầm thị miên này thì chúng ta phải ở cái nơi mà khoáng đãng, có nghĩa là ở một cái nơi mình nó giống như ở ngoài trời đó, giống như là ngoài trời hoặc là ở trong phòng mình có cái cửa sổ được mở ra, cửa cái được mở ra, nếu mà sợ gió bụi thì chúng ta ngăn lại bằng cái màn đó, thì ở cái nơi như vậy đó thì chúng ta mới chống lại cái sự buồn ngủ. Rồi chúng ta phải thân cận với bạn lành, thân cận với bạn hiền đó, đó. Rồi chúng ta phải nghe và nói điều lợi ích. Ở đó thì quý vị biết rằng cái con người của chúng ta nó ngộ lắm. Hãy mà chúng ta mà có cái sự năng động quá đó, nó cũng sanh lên cái sự hôn trầm thị miên. Mình năng động quá, năng động mà cái chuyện mà nó không cần thiết á, thiện lát nó hết hơi quý vị. Nó hết hơi nó mệt thì coi như là chúng ta sẽ tìm cái chỗ nghỉ ngơi đó. Mà hễ mà chúng ta mà thụ động quá đó, chúng ta thụ động quá thì coi như là nó còn dễ bị hôn trầm thị miên. Thành ra đó chúng ta phải thân cận với bạn lành, mà chúng ta nghe, những cái câu chuyện, chúng ta nói những cái điều mà nó có lợi ích, có nghĩa là chúng ta nói về cái chuyện tu tập, này kia, thì coi như là nó sẽ làm cho cái tâm của chúng ta nó có cái sự khác. Thật ra quý vị biết đó, có những lần đó, chúng tôi đi xe mà ở trên xe hoặc là ở một cái nơi nào đó, có những vị trưởng lão đó, mình thường thường mình hỏi pháp với các ngài đó, thì tự nhiên cái tâm của mình lúc đó nó hoan hỷ, cái tâm của mình nó hoan hỷ. Nó không có nghĩ đến cái chuyện mà cần phải ngủ nghỉ. Còn giờ quý vị thấy rằng mà quý vị đi một cái chuyến đường xa đi, mà mình lên trên cái chuyến xe đó rồi, mình gặp toàn là những cái mặt mà coi như là nó hơi nghịch nghịch không nói ra câu nào rồi mất công người ta bắt lỗi mình, hoặc là mình ngó người ta mất công người ta hỏi sao mà mình ngó liếc hai người ta. Nói chung là mình lên trên xe mà mình gặp mà toàn là những người mà mình thấy rằng là coi như là nghịch không đó, thì coi như là mình đi ở cái chuyến xe đó, thì quý vị thấy rằng cái tâm của mình tự nhiên nó sẽ chán lắm quý vị. Nó sẽ chán cái mình chán cái đoạn đường đó. Có những cái lúc đó, quý vị biết không, chúng tôi cũng mệt quá, có những nhất là cái mùa lễ dân y, chúng tôi mệt quá, chúng tôi nghĩ bây giờ mình dự lễ xong cái chùa đó đó, rồi mình leo lên xe đó thì mình đi về miền Tây hay là đi lên Định Quán rồi này kia đó, thì mình nghĩ cái chuyến đường xa đó chắc chắn là mình sẽ được ngủ một giấc, ở trên xe. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mình lên xe đó, gặp các vị sư, các vị đại đức đó, mà thân quen này kia đó, rồi mình hỏi, mình nói chuyện, mình trao đổi đó, quý vị biết suốt một đoạn đường đó không ngủ được, nhưng mà cái tâm nó rất là hân hoan, còn mà quý vị thấy rằng mình đi trên xe mà coi như là mình dễ ngủ là mình nhìn biết rồi, những cái người xung quanh ở trên xe đó là coi như là không, nói chung là nó không có hợp. Thành ra đó chúng ta phải thân cận với bạn lành, chúng ta phải nghe nói những cái điều mà có lợi ích đó, thì đó là cái ở trong sớ giải của bài kinh Đại Niệm Xứ đó, có chỉ cho chúng ta cái cách này. Còn đối Phật thì ngài dạy ngài Mokgalana, có nghĩa là Đức Phật dạy cho ngài Mục Kiền Liên diệt trừ hôn trầm bằng một cách tương tự, có nghĩa là không có tác ý, không có suy nghĩ, không có để tâm đến cái chuyện mà ngủ nghỉ, cái chuyện mà giả dụi nó mệt mỏi đó, rồi xem xét cái pháp mà mình đã được nghe, đã được học như hồi nãy mà tôi nói đó, rồi tụng đọc pháp một cách chậm rãi hoặc là
tự mình so, mình kéo, mình bóp cái lỗ tai của mình, hoặc là cái bàn tay của mình, hoặc là cái chân của mình, vân vân. Đó, thì chúng ta dùng những cái cách đó. Thì quý vị, chúng tôi đã ở lúc đầu chúng tôi nói rồi, cái phiền não này nè, thị cái này nè, nó đến với mình nhiều lắm. Ở trong đời này nó đến với mình nhiều lắm. Thành ra quý vị cần phải học cái này kỹ, để làm chi? Để mình đi làm, hoặc là mình tu tập, hoặc là những cái lúc cần. Nói chung là hình như là ngày nào mình cũng cần hết đó. Ngày nào mình cũng bị cái phiền não này nó bao phủ mình hết. Thành ra quý vị học cái chi pháp này cho rõ, học những cái cách này cho rõ, cho tốt. Có nghĩa là ở thành ra quý vị thấy rằng có nhiều người, nhiều người quý vị thấy rằng người ta ngồi mà mình thấy, ví dụ như các vị hành giả mà tu với mình thấy người ta ngồi mà người ta cứ nhéo cái lỗ tai người ta đó. Có người ta nhéo cái, người ta véo cái đùi người ta luôn đó, để cho nó đau, để cho nó đau, để mà người ta chống lại cái sự buồn ngủ đó. Nó thành ra nó có nhiều cái cách mà Đức Phật thì dạy cho ngày một kiền liên là cái cách này đó. Rồi mình đi, mình có hết buồn ngủ thì phải đi rửa mặt, rồi nhìn lên sao ở trên bầu trời hoặc là mặt trăng, rồi mình tác ý tưởng đến ánh sáng, rồi mình đi kinh hành, mình đi kinh hành. Mà lúc mà mình đi kinh hành thì mình cũng phải chú vào cái đề mục của mình, hoặc là cái oai nghi của mình đó. Rồi nếu mà không được nữa thì đi ngủ. Quý vị thấy ở trong kinh dạy cũng nhiều cái rất vui quý vị. Đó, quý vị làm những cái điều này rồi nhưng mà cũng chưa hết buồn ngủ thì thôi đi ngủ. Nhưng mà chúng ta đi ngủ bằng cách nào? Chúng ta tác ý đến bây giờ mình sẽ đi nằm nghỉ một xíu, sau khi mà mình nằm nghỉ xong rồi mình sẽ nhanh lẹ để mà mình tiếp tục tu tập, tiếp tục để mà hành thiền. Thì như vậy đó, chúng ta có cái chúng ta phải có cái cách đó để mà chúng ta trị về cái hôn trầm thị miên này. Chứ nếu mà chúng ta không có nhiều cách đó, chúng ta trị không nổi đâu. Cái này thì biết chắc là chúng tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều bị cái phiền não này nó bao vây mình. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là chắc có nhiều người ta không biết luôn quý vị. Chắc có nhiều người ta không biết. Có một lần đó chúng tôi từ Bình Định về tới ở Biên Hòa, ở trong Sài Gòn này nè. Thì quý vị biết một cái đường rất là xa, một cái chuyến đường rất là xa, mà trên đó có một cái vị khách đó quý vị biết không, là coi như là ông rất là mập, mà ông nằm ở trên cái giường, cái xe nói xe giường nằm á, chứ cái chỗ đó nó nhỏ xíu rồi quý vị, mà cái ông đó ông rất là mập, mà quý vị biết ông nằm mà ông ngái, ông ngái mà nó giống như là một cái cú á. Thì chúng tôi nằm ở ngoài sau á, chúng tôi đã cảm thấy là mình rất là khó chịu rồi, nhưng mà mình cũng đâu có nói người ta được quý vị. Nhưng mà lúc đó chúng tôi nhìn lại á, là những cái cô mà ở xung quanh đó cổ liên tục là dò đầu, cũng như là tức quá dò đầu, nhưng mà bây giờ làm gì được. Nhưng mà bây giờ tại vì ở kế bên là nó cái âm thanh nó lớn quá, người ta chịu không nổi. Thì khi đó chúng tôi gặp những cái trường hợp đó, thì chúng tôi biết rằng là những cái người này á, người ta bị hôn trầm thị miên á, nhưng mà người ta không hay biết quý vị. Người ta có nghĩa là không hay biết. Thành ra đó, ở đây á, khi mà chúng ta tu tập á, cái chỗ mà nhạy bén, nhanh lẹ hay không á, là chúng ta biết được, chúng ta biết được chúng ta bị cái phiền não này, chúng ta biết được chúng ta bị cái phiền não này, thì coi như là chúng ta đã chúng ta cũng như là giống như là chúng ta đã tiến triển rồi, có sự tiến bộ rồi. Còn mà mình mà không biết luôn là chết rồi. Mình không biết luôn là coi như là cái sự tu tập mà mình nói, mình nói mình hành thiền nhiều, hoặc là mình nằm tu nhiều hay sao, mà coi như là mình không nhận thức được, mình không nhận thức được cái phiền não này á, thì chúng ta
khó có cách để mà chúng ta trì. À, chúng ta khó có cách để mà chúng ta trì. Thành ra đó, ở trong hôn thị cái này thì phải có cái chi tầm. À, cái chi tầm có nghĩa là cái tâm của mình nó hướng đến nó hướng đến đề mục, nó hướng đến đề mục, nó mới đối trị được cái hôn thị cái này. Mà hãy mà cái tâm của chúng ta đó giống như là bây giờ, cái chi tầm có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta đã bung ra, cái tâm của chúng ta đã hướng đến cái hơi thở, chúng ta đang tu đề mục hơi thở, cái tâm của chúng ta hướng đến hơi thở, hoặc là chúng ta niệm Phật, niệm ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng gì đó, thì chúng ta sẽ niệm từ từ nó lớn lên, từ từ nó lớn lên, đến chi để cho để cho cái tâm của mình, cái chi tầm này nè, cái sự chi tầm, mình nói cái chi tầm vậy chứ thật sự ra là hướng tâm đến, hướng tâm đến đề mục, thì nó sẽ đối trị với hôn trầm thị miên. Thật sự ra quý vị biết không, có nhiều người á, người ta cũng rất là thích hành thiền, nhưng mà người ta không học những cái điều này, rồi người ta không học những cái điều này, rồi khi mà người ta bị á, thì người ta lại không có trị được. Hoặc là có nhiều khi mình bị vướng vào cái phiền não này mà nó ảnh hưởng tới cái người khác. Ở đây thì chúng tôi cũng kể cho quý vị nghe, có một cái vị đó đó là đi hành thiền. Hành thiền mà mỗi lần mà cứ vô hành thiền á là cái vị đó bị ngủ gục mà còn ngáy nữa quý vị. Ngủ gục á mà còn ngáy, mà ngáy rất là lớn. Đến nỗi mà những cái thiền sinh á, ở xung quanh á, những vị hành giả xung quanh á, mới viết giấy lên cũng như là viết vô cái tờ giấy á, thưa với thiền sư á, xuống coi giùm cái vị ngồi kế bên ở cái hàng thứ tư, rồi hàng dọc á, thì hàng thứ tư, rồi từ cái hàng dọc đó điếm vô ở ngay chỗ á, cái chỗ ngồi mà số 5 đó, đó là coi như là bạch ngài xuống ngài coi dùm tụi con chịu không nổi mấy ngày nay, là bây giờ là con phải viết giấy, con phải viết cái tên cái giấy này lên đưa thiền sư, là coi như là chịu không nổi nữa rồi á. Thì quý vị biết rằng á, là những người đó người ta cũng không chấp nhận, người ta cũng không chấp nhận là người ta bị cái phiền não đó, mà người ta nói là cái trạng thái của người ta đang thiền, cái trạng thái của người ta đang thiền là như vậy đó. Thành ra quý vị biết không, quý vị biết rằng á, ở trong bữa chúng tôi đọc ở trong cái sách của ngài Mahasi hay ngài Bảo Ốc, nói chung là ở trong cái thời gian này chúng tôi thường đọc hai sách của hai cái vị đó. Những cái vị thiền sư đó nói rằng á, nếu mà chúng ta tu tập á, mà chúng ta có chánh niệm á, chúng ta tu tập mà chúng ta có chánh niệm á, là cái lúc đó đó người chúng ta nó ngay thẳng. Người của chúng ta nó ngay thẳng mà ngồi rất là tĩnh, ngồi rất là tĩnh chứ không phải là chứ không phải là ngồi mà còi gục còi gạt đâu. Còn nếu mà ai mà tu cái đề mục hơi thở mà cái đầu mình mà cứ gục tới đằng trước thì coi như là hơi thở ra nó dài hơn cái hơi thở vô. Rồi cái người nào mà cái thân hình mà từ cái đầu mà nó cứ bật ra đằng sau là cái hơi thở vô nó dài hơn cái hơi thở ra đó. Thành ra nó có những trạng thái như vậy. Thành ra mình phải biết cái điều này thì lúc đó mình mới quân bình lại được, còn nếu mà mình nói mình hành thiền vô, mình cứ hành thiền mình khỏi cần học thì quý vị thấy rằng có nhiều khi mình hành nó không có đúng rồi nó ảnh hưởng tới những người kế bên. Nếu mà giờ chúng tôi hỏi quý vị, bây giờ mà chúng tôi giảng cho quý vị nghe như vậy, mà mai mốt mà chúng tôi đi hành thiền, mà chúng tôi ngồi ở trong cái trường thiền á, mà chúng tôi ngồi mà chúng tôi ngủ gục mà chúng tôi ngáy luôn, rồi á người ta nó viết giấy người ta báo cho thiền sư để xuống, mà thiền sư mà năn nỉ chúng tôi, năn nỉ cái người đó đó là qua cái phòng bên kia là hành riêng một mình. Rồi đi mà nghe cái tin đó quý vị dở khóc dở cười. Ngày xưa thì
cái vị đó giảng cho mình nghe vậy, giờ qua trường thiền hành bị vậy vậy đó, rồi quý vị nghĩ coi sao, quý vị nghĩ coi sao những cái năm tháng mà ngồi ở trên ban thốt này giảng. Thành ra đó quý vị biết rằng á, nói có, cũng như hồi nãy chúng tôi nói cho quý vị nghe, có những vị người ta không có trốn tụng kinh hành thiền là tại sao? Tại vì người ta không muốn ảnh hưởng tới bản thân người ta, người ta không muốn ảnh hưởng đến thầy tổ người ta. Rồi có những người người ta không có xét, không có nghĩ đến những cái điều này, thành ra nó làm cho mình tu thiền á, nó không có tiến bộ, nó không có tiến bộ mà nó còn ảnh hưởng đến người khác. Chính vì vậy á, mà chúng tôi ráng, chúng tôi cố gắng, chúng tôi giảng từ từ, giảng từng chi pháp, từng cách như vậy đó, để cho quý vị nghe mỗi ngày chút thôi. Tại vì đối với cái đời sống này chắc có lẽ chúng ta sống cũng được mấy năm nữa, thành ra ngày không chút thôi. Đến đây thì cũng vừa có thời gian rồi, nên chúng tôi xin được kết thúc pháp hôn thị cái hi na mít tha ni quá ra ná. Với cái phước lành này xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Thác Bà, Ngã Quỷ, Atula, những chúng sanh so, những chúng sanh phước mặt phước mài, chư thiên chúa diêm vương, mong các vị hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Tha Giá.